Việt Nam có nên học theo nước Đức ban hành quy định cấm treo cờ chế độ ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa? Ngày 13 tháng 6 năm 2021, đài truyền hình RTDE, kênh tiếng Đức đài truyền hình Nga có trụ sở tại Berlin, đăng tải thông tin các bộ trưởng nội vụ chuẩn bị sắc lệnh chống lại việc treo cờ của đế chế Đức. Trong đó cho biết các bộ trưởng nội vụ của các tiểu bang chuẩn bị một sắc lệnh cấm trưng bày cờ của đế chế Đức và cờ chiến tranh của đế chế Đức trong một số dịp nhất định. Các lá cờ này đặc biệt phổ biến với cái gọi là công dân của đế chế và những người ủng hộ phe cánh hữu. Với sắc lệnh này, các nhà chức trách sẽ có được một khuôn khổ để nhất quán hành động chống lại việc lạm dụng cờ của đế chế Đức, cờ chiến tranh của đế chế và các biểu tượng khác, đặc biệt là bởi các thành viên của phe cực hữu. Thông tin cụ thể được đưa ra về thời điểm có thể gây nguy hiểm cho trật tự công cộng, sẽ bị cấm treo những lá cờ như vậy ở một số địa điểm hoặc ngày tháng có sức mạnh biểu tượng lịch sử. Ngay cả khi các khẩu hiệu bài ngoại được hô vang, những lá cờ như vậy có thể không thể hiển thị trong tương lai. Dự thảo trên nêu rõ rằng các cuộc tụ tập có vẻ như bán quân sự, chẳng hạn bằng cách kết hợp chúng với trống, đuốc, quân phục, diễu hành theo đội hình hoặc dường như dựa trên các cuộc tuần hành cờ Đức Quốc xã. Các biến thể khác nhau của cờ đều bị cấm. Theo nghị định mẫu, thuật ngữ cờ chiến tranh của đế chế bao gồm cờ chiến tranh của Liên minh Bắc Đức và đế chế Đức từ năm 1867 đến năm 1921, cờ chiến tranh của đế chế Đức từ năm 1922 đến năm 1933, cờ chiến tranh của đế chế Đức từ năm 1933 đến năm 1935, cờ của đế chế từ năm 1892 và cờ của đế chế thứ ba từ năm 1933 đến năm 1935, tạp chí Spiegel viết. Cờ đế chế Đức và cờ chiến tranh của đế chế Đức có màu đen trắng và xà ngang màu đỏ từ trên xuống dưới, đã được nhìn thấy ngày càng thường xuyên hơn tại các cuộc biểu tình trong những tháng gần đây. Các công dân của đế chế và những người cực đoan cánh hữu dương chúng như một số người biểu tình chống lại biện pháp của Corona cũng làm vậy. Các nhà biểu tình kêu gọi phải có một lệnh cấm chung đối với những lá cờ này. Trong một bức thư của Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer vào tháng Giêng, Ella Meiser, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Luật gia Đức Israel, đã khẩn trương ủng hộ một lệnh cấm bằng luật đối với việc trưng bày mang tính khiêu khích của đế chế, cờ chiến tranh của đế chế và những biểu tượng tương tự. Các đại diện từ Bộ Nội vụ Liên bang và Bộ Tư pháp Liên bang đã trả lời, theo họ không nên có một trò chơi mèo vờn chuột không đáng có giữa các nhà lập pháp và những kẻ cực đoan, những người luôn biến các biểu tượng và cờ thành biểu tượng của riêng mình. Thực ra đó là những biểu tượng trung lập hoặc thậm chí là tích cực. Thực tế cho thấy ở Việt Nam vẫn còn có một số kẻ hoài niệm tiếc nối chế độ Việt Nam Cộng Hòa do bị mất đi quyền lợi liên quan. Một số khác ASEAN theo hoặc tham gia các tổ chức bao que phản động lưu vong ở Mỹ, Úc, Đức thì cổ súy cờ bã sọc với ảo tưởng lật đổ chế độ chính trị hiện nay sẽ tái lập chế độ, bù nhìn tay sai Việt Nam Cộng Hòa. Một số kẻ như Hồng Thái Hoàng, Huỳnh Thục Vi, giáo dân bị linh mục cực đoan lừa bịp, kinh doanh, cổ súy cờ vàng bát sọc, kiếm tiền, nhận tài trợ được tung hô truyền thông từ những đám phản động lưu vong hay đài báo phương Tây. Nhưng ta chưa có quy định pháp luật để xử lý. Dân mạng Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam nên có một quy định luật tương tự. Việt Nam cũng cần có các sắc lệnh hoặc cấm sử dụng phổ biến các biểu tượng của chủ nghĩa phát xít, các biểu tượng của ngụy quân ngụy quyền hoặc các tổ chức phản động trong quá khứ, lịch sử và hiện tại, từ cờ quạt, phù hiệu, quần áo lính. Có làm thế mới ngăn chặn được các thế lực muốn phục hồi chủ nghĩa phát xít, vực dậy thây ma Việt Nam Cộng Hòa. Việc Đức ban hành đạo luật nói trên xuất phát từ phức tạp của lịch sử và hậu duệ. Kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đe dọa hòa bình, an ninh trật tự nước Đức hiện nay rất đáng cho Việt Nam tham khảo.